À, chiếu được không mày? Thì cái đợt Y6 này về lý thuyết thì chị sẽ gặp các bạn, hướng dẫn các bạn 4 bài. Bài này là bài của thầy Bạch Văn Cam ha, mà từ sau dịch thì chuyển giao lại chị dạy. Thì chúng ta sẽ học về lọc bệnh cấp cứu, ngộ độc cấp, sốt xuất huyết và rối loạn nước điện giải. Thì các bài này khi mà các bạn đi thực tập lâm sàng Y6 đến khoa cấp cứu thì các bạn sẽ được có dịp để thực tập ôn lại những cái kiến thức này nha. Rồi, hồi để cuối giờ đi. Rồi, bài sàng lọc này ha, mục đích của cái bài sàng lọc và xử trí cấp cứu này là làm gì? Để mình phân loại bệnh nhân ha. Thì bộ môn dưới sự chỉ đạo của thầy có dịch cái quyển của WHO ha, tiếp cận những trẻ bệnh nặng. Cái bản này á là những cái kiến thức cơ bản ha về nhi, tiếp cận về nhi khoa. Ví dụ như bạn nào mà quan tâm thích nhi á, thì các bạn có thể cái bản này chị thấy là có file PDF ở trên mạng luôn ha, các bạn search cái từ giống như nè sổ tay điều trị nhi khoa là các bạn sẽ ra miễn phí ha. Ở đây là bộ môn dịch cái quyển này. Mục đích mình phân loại bệnh nhân để làm gì ha, để giống như cái ray ha, mình sàng lọc mà được những cái bệnh nhân nào mà nặng cần cấp cứu khẩn cấp á, thì mình sẽ ưu tiên cấp cứu ngay để hạn chế tử vong cho bệnh nhân ha. Rồi thì cái việc lọc này mình có thể làm ở đâu ha, các bạn có thể làm ở cái chỗ mà quầy mà đăng ký khám bệnh á. Thường là sẽ điều dưỡng cũng sẽ được tập huấn nhận biết những cái dấu hiệu bệnh nặng để khi mà con ta ẩm tới quầy, ta không biết ta ẩm tới quầy đăng ký, mình nhìn rồi mình thấy bệnh nhân này nặng là phải chuyển vô cấp cứu liền chứ không phải phân số cho bệnh nhân ngồi chờ khám. Cái thứ hai là nằm ở khoa khoa khám bệnh ha, và thứ ba là ở khoa cấp cứu ha, thì mình sẽ gặp ở cái phòng lọc bệnh của khoa cấp cứu ha. Rồi thì các bạn nhớ mình sẽ có ba cái dấu hiệu để mà mình lọc phân loại ha. Thứ nhất là phân loại coi bệnh nhân này có dấu hiệu cấp cứu hay không. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu cấp cứu là mình phải xử trí cấp cứu ngay lập tức, ngay thời gian cho phép là 0 phút mình ngay lập tức luôn nếu bệnh nhân có dấu hiệu cấp cứu. Rồi nếu mà không có dấu hiệu cấp cứu thì bạn sẽ phân loại tiếp coi trẻ này có dấu hiệu ưu tiên hay không. Nếu có dấu hiệu ưu tiên thì bạn sẽ khám trẻ này ngay. Thời gian trong vòng là 10 phút là mình phải tiến hành đánh giá khám trẻ này. Nếu mà trẻ có những dấu hiệu ưu tiên. Phân loại thứ ba, nếu mà thấy là trẻ này không có dấu hiệu cấp cứu cũng không có dấu hiệu ưu tiên, nghĩa là không cấp cứu không ưu tiên, thì mình lúc này mới là phân số và cho trẻ chờ khám theo thứ tự. Thì cái thời gian chờ khám các bạn biết tùy cái mùa bệnh đông hay vắng ha, có những lúc bệnh đông có khi phải chờ tới 1 2 tiếng thì mới tới lượt bé khám. Do đó là mục đích của cái việc sàng lọc này để mình nhận diện ra được nhất là cái đối tượng màu đỏ hay là đối tượng khẩn cấp phải cấp cứu liền ha. Rồi cho bạn nhớ ha, ba cái bước ha để mình lọc bệnh đó là dấu hiệu cấp cứu, dấu hiệu ưu tiên và không cấp cứu không ưu tiên. Này nó cũng bị lỗi cái phông này ha. Rồi như vậy cấp cứu này là mình tìm những dấu hiệu gì, thì các bạn đi cấp cứu thì các bạn nhớ cho chị 5 cái chữ cái A B C D E. A B là gì? Hay quá, nghĩa là gì? Về đường thở, và thở nghĩa là do tim, dấu hiệu siêu hấp nha. Rồi chữ C, circulation nghĩa là về tuần, ngay đây mình đánh giá coi bệnh nhân này có sốc hay không nha. Rồi chữ C tiếp theo, hôn mê, coma, hôn mê ha. Rồi chữ C tiếp theo nữa là gì? Co giật, hôn mê co giật nó nằm chung một ô ha, nghĩa là mình đánh giá siêu hấp, sốc, hôn mê co giật. Chữ D, diary nghĩa là bệnh nhân tiêu chảy ha, nếu bệnh nhân có tiêu chảy thì mình đánh giá xem là có dấu mất nước nặng hay không ha. Còn chữ E là gì? Exposure, lúc này mình mới là khám toàn diện ha, nghĩa đầu tiên lúc nào bạn cũng lọc và bệnh nhân này có dấu hiệu siêu hấp, sốc, hôn mê co giật, nếu có tiêu chảy đánh giá dấu mất nặng, sau đó mình mới khám toàn diện
Và tiếp cận hướng cấp cứu là mình phải xử trí vấn đề cấp cứu bệnh nhân trước, vấn đề đe dọa tử vong bệnh nhân trước. Anh nên nhớ 5 chữ cái ABCDA. Đi thực tập lâm sàng các bạn cũng sẽ được học làm cái theo cái tiếp cận và xử trí theo 5 cái chữ cái này trước. Ngay sau khi mình ổn định bệnh nhân rồi á, thì các bạn mới khám toàn diện, khám thứ phát lại một lần nữa để đi tìm nguyên nhân. Còn ban đầu mình vô là bệnh nhân xử trí trước. Bệnh nhân có siêu hấp phải hỗ trợ hấp, bệnh nhân sốc phải chống sốc, bệnh nhân đang co giật cắt cơn co giật. Rồi ổn định bệnh nhân rồi bắt đầu đi tìm nguyên nhân coi giật là gì, sốc là gì, siêu hấp do cái gì. Rồi, cho nên mình nhớ ha. ABCDA. Thì dấu hiệu cấp cứu ở phần lọc bệnh á. Dấu hiệu siêu hấp á thì các bạn sẽ tìm cái gì? Thứ nhất là gì? Nặng nhất đập vô mắt mình. Bệnh nhân siêu hấp nặng là thấy gì? Ngưng thở, đúng không? Ngưng thở hoặc là đối với trẻ sơ sinh thì có những cái cơn ngưng thở mà kéo dài trên 20 giây. Rồi tiếp theo dấu hiệu gì nữa? Tím tái. Mình nhìn thấy cái môi ha, màu sắc môi tím tái, dở lồng ngực trẻ lên ha, thấy trẻ không thở. Rồi gì nữa? Dấu hiệu xếp gì nữa? Rút lõm ngực ha, thở co lõm ngực. Thở co lõm ngực là bệnh nhân đang sử dụng cơ hấp gì? Cơ hoành nghĩa là cơ hấp chính ha. Cho nên khi mà các bạn lọc bệnh nhân á, thì đầu tiên vô làm gì, mình sẽ quan sát cái mặt đó nè ha, coi cái môi nó có tím hay không, dở cái áo bé lên ha, thì mình nhìn thấy là gì, trẻ có thở hay không ha. Rồi gì nữa, nếu trẻ thở mình coi thở nó có rút lõm ngực hay không ha. Rồi ngoài ra mình sẽ nghe ha, cái tiếng thở bất thường hay không, nghe tiếng thở rít thì hít vào. Thì khi mà nếu mà trẻ lập tức mà có những cái dấu hiệu như là ngưng thở hoặc là gì tím tái thì lập tức mình phải cấp cứu liền. Cấp cứu là gì? Nhớ bài Y4 mình học. Ngưng thở, tím tái. Mình làm gì? Hỗ trợ hấp gì? Cấp cứu mình hỗ trợ hấp gì? Hả? Oxy gì? Mình học các cái dụng cụ oxy chưa? Mình biết các cái dụng cụ cũng có oxy là có những cái dụng cụ gì. Như bạn sẽ cho thở oxy cannula, thở oxy qua mask, thở NCPAP, hay là mình sẽ đặt nội khí quản giúp thở. Bóp bóng. Học bài CPR rồi, cấp cứu ngưng tim thở rồi, yêu hỏi Y4 á, nhớ không? Giờ bệnh nhân ngưng tim thở mình vô làm gì? Không nhớ làm gì luôn. Bóp bóng qua mask giúp thở ha, nhớ ha. Rồi bệnh nhân đâu có thở đâu mà mình cho thở oxy cannula, nó còn không tự thở, nó không thở mà lấy đâu thở oxy cannula. Bệnh nhân phải đang thở ha, nó tự thở được ha, nó thở gắng sức mà nó đang tự thở được thì mình mới thở oxy cannula được ha. Còn giờ bệnh nhân ngưng thở luôn ha, thì bạn gắn oxy nó đâu có thở, nhịp thở đâu mà nó thở được ha. Cho nên lập tức bệnh nhân mà đang ngưng thở tím tái thì mình phải bóp bóng qua mask giúp thở ha. Rồi nghĩa là gì, mình sẽ cung cấp FiO2 là bao nhiêu? Bóp bóng qua mask là mình cung cấp FiO2 bao nhiêu? 100%. Bệnh nhân tím là cung cấp FiO2 100%. Khi nào nó tự thở lại ha, thì bạn đánh giá coi đứa này nó cần cái oxy loại nào. Mình sẽ có oxy lưu lượng thấp, đó là oxy qua cannula mũi. Còn oxy lưu lượng cao là oxy qua mask, oxy qua NCPAP hoặc là đặt nội khí quản giúp thở. Thì cái phần các cái dụng cụ cung cấp oxy á, thì khi đi lâm sàng khoa cấp cứu thì các bạn sẽ được hướng dẫn lại ha. Rồi. Nếu mà bệnh nhân ngưng thở thì mình phải lập tức là bóp bóng qua mask giúp thở rồi đánh thì tiếp tục mình làm CPR ha, nghĩa là bóp bóng ấn tim gì đó ha. Rồi nếu bệnh nhân thở co lõm thôi ha, bệnh nhân vẫn còn thở được, thở co lõm thôi thì bạn có thể cho thở oxy cannula được ha. Rồi còn nếu mà mình nghi ngờ bệnh nhân có dấu hiệu là gì, thở rít, mình hỏi là bệnh sử mình nghi ngờ dị vật đường thở thì bệnh sử như thế nào, thì mình sẽ gợi ý nghi ngờ một cái trường dị vật đường thở. Bài này cũng bài Y4 luôn. Nhớ không? Tím tái đột ngột là gì? Dù như bệnh nhân hoàn cảnh là gì? Bệnh nhân khỏe, trước đó khỏe mạnh bình thường ha. Thì sau khi nó ăn uống hoặc là nó chơi với những đồ vật nhỏ hạt nhỏ thì sao? Nó ho đúng không? Ho sặc sụa, khó thở. Nếu mà nó ho không tống dị vật ra được, hoặc là dị vật đó gây tắc nghẽn đường thở hoàn toàn thì sao, bệnh nhân sẽ khó thở, tím tái ha. Mình vô mình có thể mình tắc nghẽn cái đường thở, mình nghe cái tiếng thở rít thì hít vào thì bạn có thể làm cái thủ thuật lấy dị vật đường thở, nghĩa là vỗ lực đối với những cái trẻ nhỏ mà dưới 1 tuổi, là Hemlich đối với những trẻ trên 1 tuổi.
Cho nên bước thứ nhất trong cái phần lọc bệnh đó, nhanh mà thời gian đánh giá cũng có 15-20 giây thôi. Do đó các bạn tiến hành đánh giá nhanh các cái dấu hiệu nặng của cái vấn đề mà cần phải cấp cứu, đó là gì? Ngưng thở hoặc cơn ngưng thở, tím tái, rút lõm ngực và thở rít thì hít vào. Thì đó là trong phần lọc bệnh ha, mình thấy chỉ có 4 dấu hiệu đó ha, tại mình đánh giá nhanh ha. Còn cái dấu hiệu siêu hấp thì nó còn rất là nhiều ha. Các bạn học cái bài mà tiếp cận cấp cứu về vấn đề hô hấp thì các bạn thấy ngoài những cái dấu hiệu siêu hấp này thì mình sẽ thấy có những dấu hiệu gì gợi ý siêu hấp. Thở nhanh nè ha. Rồi gì nữa? Phập phồng cánh mũi nè. Rồi gì nữa? Có kéo cái cơ hấp phụ ha, ví dụ như cơ liên sườn, cơ hấp đòn chẩm nè. Rồi tiếng thở gì bất thường nữa, tiếng thở rên. Thường thì thở rên thì bạn sẽ gặp ở những trẻ mà dưới 3 tháng. Rồi gì nữa không? 8 cái dấu hiệu siêu hấp á. Nhưng mà đánh cái phần đánh giá mà lọc bệnh á thì mình chỉ đánh giá 4 cái dấu hiệu này thôi. Nhớ ha. Rồi. Thì nếu mà bệnh nhân có một trong 4 cái dấu hiệu siêu hấp này ha, thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ hỏi cái vấn đề là có để gợi ý có gì vận thở không? Có thì bạn làm cái thủ thuật. Nếu không mình sẽ làm gì? Cũng xử trí thì cũng là theo 5 cái chữ cái đó luôn. A, B, C, D, A luôn. Tiếp cận trí cũng theo A, B, C, D. A là gì? Về thông thoáng đường thở. Thì nếu mà bệnh nhân ngưng thở, tím tái, mình bóp bóng, bệnh nhân không có vấn đề về chứng đường cột sống cổ gì hết, thì tư thế thông thoáng đường thở của mình sẽ là gì? Ngửa đầu nâng cằm. Rồi gì nữa? Chữ A ha, ngoài tư thế là ngửa đầu nâng cằm nè, rồi mình làm gì nữa? Hút đàm nhớt ha, hoặc lấy dị vật nếu thấy được và hút đàm nhớt, dù như bệnh nhân sặc sữa chẳng hạn ha, trong mũi miệng rất là nhiều sữa ha, mình phải gì? Đàm nhớt thông thoáng đường thở là đúng bước A ha. Ngửa đầu nâng cằm nếu không có chấn thương cột sống cổ, hút đàm nhớt. Rồi bước B là mình làm gì? Phải là cung cấp oxy. Thì nếu bệnh nhân không thở thì mình phải bóp bóng qua mask. Còn nếu bệnh nhân tự thở được thì mình có thể cho thở oxy cannula ha. Rồi, oxy cannula là tối đa bao nhiêu lít các bạn nhớ không? 6 lít phút ha. Rồi. Nhìn thấy sao khúc nãy thấy chiếu nó không lỗi phong trên kia mà sao qua đây lỗi phong ta? Rồi, thì nhưng mà chị gửi cái bài PDF của các bạn thì coi được đúng không? Nói cái máy chị coi được. Để bữa sau móc sửa lại. Rồi, cái bài di vật đường thở các bạn coi lại cái đối với những cái trẻ mà dưới 1 tuổi đó, thì mình làm thủ thuật là vỗ lưng ở ngực, đặt trẻ nằm sắp lên trên cánh tay trái ha, vỗ lưng giữa hai xương bả vai 5 cái. Lật ngửa trẻ lên ha, ấn 5 cái ha, cứ vỗ lưng ở ngực, vỗ lưng ở ngực thì lặp lại khoảng 6-10 lần. Còn nếu trẻ trên 1 tuổi thì mình làm cái thủ thuật Heimlich. Nghĩa là gì? Mình tùy vào cái chiều cao của bé ha, bé nó có thể đứng được rồi, mình có thể đứng hoặc quỳ đằng sau lưng trẻ ha. Cái tay mình vòng qua tạo thành cái nắm đấm để ở vùng thượng vị, tay còn lại đặt lên thúc mạnh theo hướng là gì? Từ trước ra sau, từ dưới lên trên theo hướng tóc ra ngoài. Thúc mạnh 5 cái sau kiểm tra cái gì? Vật ra chưa, hồng hào chưa, nếu vẫn chưa thì mình lặp lại ha. Rồi. Bây giờ mình xong chữ AB rồi ha, đánh giá vấn đề siêu hấp. Chữ C ha, mình đánh giá vấn đề về tuần hoàn, nghe dấu hiệu sốc ha. Thì các cái dấu hiệu gì gợi ý dấu hiệu sốc? Ngày nãy mình dở áo lên rồi đúng không? Để mình quan sát rồi, nhìn cái mặt nó tím tái, dở áo lên rồi, giờ tới làm gì? Nắm cái tay nó để làm gì? Sờ coi chi có mát không? Đúng không? Rồi làm gì nữa? Chi mát không có phải là dấu hiệu sốc không? Chưa đủ, đúng không? Nó có thể là do nó hạ thân nhiệt, nó lạnh quá, nó cũng hoặc là nó sốt cao quá. Nhất là những đứa sốt cao á thì bạn sẽ thấy là gì? Cái người nó thì nóng đúng không? Người nóng hổi mà tay chân thì sao? Lạnh ngắt, da nổi bông lên hay là do nó co mạch ngoại biên. Cho nên là cái chi mát không chưa đủ, mình phải đánh giá tiếp gì nữa. Cái thời gian phục hồi màu da hay gọi là CRT. Bình thường thời gian phục hồi màu da bao nhiêu? 2 giây ha, mình làm bằng cách nào? Đây ha, thì mình có thể là ấn cái móng tay ha, mình ấn trong vòng 5 giây. Làm trắng cái nền móng tay ha, mình ấn thử đi. Ấn trong vòng 5 giây. 1 2 3 4 5 ha, xong mình buông ra. Mình đếm cái thời gian mà làm hồng móng tay trở lại. Bình thường là bé bằng 2 giây, trên 2 giây gọi là kéo dài. Rồi mấy đứa nhỏ thì mình có khi móng tay nó nhỏ quá mình không có ấn được móng tay thì các bạn có thể ấn trên cái nền xương ức. Cũng vậy, mình đè ấn trong 5 giây. Hay làm trắng cái nền xương da phía dưới, sau đó bạn buông ra và bạn coi cái thời gian làm hồng lỗ đầy trở lại. Rồi. Thường những cái đứa sốc mà bạn thấy là gì?
Hay ghi hồ sơ là gì? Chi mát CRT 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây gì đó. Hay là kéo dài đó ha. Rồi, tiếp theo dấu hiệu gì nữa? Nắm cái tay ha. Sờ có mát không? Ha, làm cái CRT ha, kéo dài không? Rồi làm gì nữa? Nắm tay làm gì nữa? À, bắt mạch. À, rồi bắt mạch thì mình thấy là đối với sốc, đối với trẻ em á, cái dấu hiệu đây là những cái dấu hiệu gợi ý sốc sớm ở trẻ em. Hay là chi mát, CRT kéo dài, mạch thì sao? Mình sẽ ra gì? Sẽ có cái ba cái để mà bạn ghi cái mạch. À, thường các bạn người lớn á, các bạn hay ghi mạch dấu hiệu sinh tồn, đúng không? Chị thấy đi bệnh án hết, đi sáu nào cũng ghi vậy, dấu hiệu sinh tồn là hai mạch hai chấm, nhịp thở hai chấm, nhiệt độ hai chấm, huyết áp hai chấm, mô tả ra. Đi như chị bác các bạn mô tả ra, không có ghi nhịp thở hai chấm mà các bạn phải ghi thở như thế nào, đều hay không đều, có co kéo co lõm gì không, tần tần số là bao nhiêu. Còn các bạn ghi mạch hai chấm, mạch hai chấm mà chỉ có ghi được mỗi cái tần số thôi nha. Mà mình phải ghi gì? Thứ nhất là mạch này bạn bắt ở đâu, mạch ngoại biên hay mạch trung ương. Ví dụ như bạn bắt bực mạch quay là mạch ngoại biên nè, mạch mu chân nè, rồi đó là vị trí ha. Cái thứ hai là gì? Biên độ. Nghe bạn phải mô tả mạch này bắt rõ không, hay là nhẹ yếu, hoặc là không có bắt được luôn, khó bắt. Mình phải mô tả ra. Rồi cuối cùng mới là tần số. Cạnh mạch lúc nào phải ghi ba cái ha. Mạch thứ nhất là bạn bắt vị trí nào. Thứ hai là biên độ. Thứ ba là tần số. Thì đối với trường hợp sốc thì mình sẽ thấy là gì? Mạch nó về biên độ thì sao? Nhẹ yếu ha, hoặc thậm chí trường hợp sốc sâu là gì? Mạch khó bắt hay gọi là mạch bằng không á ha. Cái phần bài sốc suối bạn sẽ thấy là có những trường hợp mà vô sốc sâu là mạch bằng không hay bằng không ha, như là mạch trường hợp các bạn bắt không được luôn, mạch khó bắt. Rồi cái thứ hai là gì? Về tần số thì mình thấy là đối với trường hợp sốc là gì? Nó sẽ tăng cái tần số tim lên, tim đó là gì? Mạch nhanh. Với trẻ em á, cái dấu hiệu nãy nhịp thở là cũng thở nhanh theo lứa tuổi ha, và mạch thì cũng là mạch nhanh theo lứa tuổi. Ví dụ như mình thường một đứa dưới một tháng á, thì mạch nhanh là trên nhiêu? Sơ sinh á, thì một hoặc là trên 180 gọi là nhanh ha. Còn khoảng một tháng đến một tuổi là nhiêu? Khoảng trên 160 ha. Còn hai tuổi năm tuổi là khoảng 140 ha. Năm đến khoảng mà cỡ 80 tuổi á, giống là phải càng nhiêu, trên 120, trên 10 tuổi giống người lớn rồi, là trên 100 ha. Mình sẽ coi cứ ước khoảng đó ha. Rồi như vậy còn thiếu cái dấu hiệu gì của sốc nữa không? Đấy. Huyết áp tại sao thấy huyết áp nó không có để vô trong cái phần lập bệnh này? Tại vì mình đánh giá nhanh mà. Đánh giá nhanh cho nên là gì? Nãy mình những cái chỗ mà mình có thể đánh giá là gì? Ở phòng khám, ở chỗ quầy đăng ký nữa, lấy đâu ra đồ đo huyết áp. Cho nên đây là đánh giá nhanh, cho nên bạn sẽ không có cái mục huyết áp ở trong đây. Và cái huyết áp đối với trẻ em mà huyết áp tụt hoặc kẹp, đó cũng là dấu hiệu muộn rồi. Dấu hiệu mà bạn nhận biết sớm của sốc là chi mát nè, CRT kéo dài nè, mạch nhanh nhẹ. Trong cái phần lập bệnh của này á, mình thấy là gì? Không có cái phần huyết áp đây. Khi nào mà nó vô cấp cứu á, có những dấu hiệu này vô cấp cứu, bạn phải đo huyết áp. Nhưng mà đợi phần lọc bệnh thì không cần ha, có thể không cần mình ba cái bước này trước ha. Rồi thì khi có dấu hiệu sốc thì mình làm gì ha? Thì các cái bước đầu tiên nhất là bạn phải loại trừ cái vấn đề ngoại khoa. Ví dụ như mình thấy rõ là nó có một cái vết thương, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, có vết thương đang chảy máu gì đó, mình phải cầm máu nha. Còn nếu nó không có vấn đề ngoại khoa gì hết thì tiếp cận bệnh nhân sốc bước đầu tiên các bạn phải loại trừ đó là sốc gì? Sốc phản vệ trước. Sốc tim là cái bước thứ hai. Sốc phản vệ mình phải loại trừ trước. Tại sao sốc phản vệ thường á, đa phần là nó chẩn đoán dễ, như có bệnh sử nó gợi ý. Ví dụ như trước đó trẻ cũng khỏe mạnh bình thường, sau khi nó tiếp xúc với dị nguyên, ví dụ như sau khi nó chích vaccine xong, 10-15 hốt sau bắt đầu nó vô, nó tím tái, mạch nhanh nhẹ vân, gợi ý có chừng một cái trường hợp là sốc phản vệ, nghe phản vệ độ 3 ha. Rồi hoặc là ví dụ như nó uống thuốc hoặc là nó chích kháng sinh sau đó nó xảy ra tình trạng sốc. Cho nên bước đầu tiên là mình phải loại trừ cái sốc phản vệ. Tại sao? Tại cái sốc phản vệ gì? Nó hiệu quả rất là tốt với thuốc gì? Adrenaline. Chích liền adrenaline. Là bạn thấy là ví dụ như nó nổi mề đay hồng ban toàn thân ha. Rồi mạch nhanh, huyết áp kẹp, thở nhanh, bạn chích vô cái là lát sau bạn thấy gì? Da bắt đầu nó trắng trẻo cho lại. Hết nổi hồng ban. Bắt đầu mạch huyết áp trở lại bình thường. Rồi cho nên là đầu tiên bước thứ nhất là mình phải loại trừ cái phản vệ trước tại vì nó hiệu quả, rất là hiệu quả đối với adrenaline.
Bước thứ hai mình mới loại trừ vấn đề về sốc tim. Sốc tim thì thật ra chẩn đoán rất là khó nha. Sốc tim ví dụ như bệnh nhân mà có tiền căn tim bẩm sinh thì đơn giản hơn. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mình thấy là không có tiền căn gì hết và có một cái bệnh lý là gì? Nó y như một cái nhiễm siêu vi bình thường luôn. Đó là cái gì? Sốc tim mà do viêm cơ tim, viêm cơ tim tối cấp. Rất là dễ chẩn đoán sai ha. Thì bệnh sử nó không có gì rõ ràng, y như một cái nhiễm siêu vi. Đa phần viêm cơ tim cũng là do siêu vi mà. Nhưng bạn sẽ thấy là gì, bệnh cảnh nó cũng sốt, mà sốt nhẹ nhẹ ha, khoảng 38 độ. Trước đó sốt 1-2 ngày cũng có ho ít ít, sùng mũi ít, bệnh nhân ói ói ít vô sốc. Cho nên cái đó là chẩn đoán khó ha. Lúc này mình phải hỗ trợ thêm cái cận lâm sàng, ví dụ như là đặc biệt là về siêu âm. Bạn đánh giá siêu âm coi là cái thể tích dịch nội mạch. Là thông qua mình đo cái đường kính tim mạch chủ dưới hay IVC và cái đánh giá cái chức năng co bóp cơ tim. Ví dụ như mình thấy bệnh nhân này sốc nhưng mà cái IVC nó căng, nó không có xẹp, nhưng nó không có thiếu dịch. Tim thì bóp lờ đờ, khả năng đấy là nó sốc tim. Tại sao mình phải phân bước thứ hai, mình phải phân sốc tim? Tại vì cái sốc tim á và những cái sốc khác, hai cái hướng nó xử trí khác nhau. Sốc tim thì mình có cho dịch được không? Không, mình không có đổ dịch được. Mà thuốc hàng đầu của mình là gì? Cái thuốc vận mạch. Để tăng co sức co bóp cơ tim, DOPA, DOBU, AR gì đó, để tăng cái sức co bóp cơ tim. Còn đối với những trường hợp sốc khác, ví dụ sốc giảm thể tích, sốc sốt xuất huyết, sốc nhiễm trùng thì sao? Thiếu dịch, đúng không? Thường đa phần là nó giảm thể tích dịch nội mạch. Cho nên là mình có thể là gì? Thấy siêu âm thì thấy gì? IVC nó xẹp. Và tim thì nó đập tăng, rất là tăng động, tim co bóp rất là tốt, bạn yên tâm bạn đổ dịch vô được. Cho nên bước thứ hai là mình phải loại sốc tim. Là sốc tim để làm gì? Để nếu mà là sốc tim thì gì, mình phải dùng thuốc vận mạch. Chứ bạn đổ dịch vô là nó là phù phổi luôn á ha. Rồi, bước thứ ba thì mình mới nói là lúc này mình sẽ đi tiếp cận lại hỏi lại bệnh sử có sốt hay không có sốt ha, để mình đánh giá coi sốc này là do gì. Sốc giảm thể tích do tiêu chảy, mất nước nặng hay là do sốc nhiễm trùng hay là sốt xuất huyết ha, thì mình sẽ đổ dịch liều. Thường mình sẽ dùng ban đầu để chống sốc là dung dịch điện giải, như là Tactinger hoặc là Mansalin. Liều mà bệnh nhân sốc thì mình sẽ cho là gì? 20 ml bạc ký. Thời gian thì tùy cái tình trạng đó nhé, tình trạng sốc có thể 15 phút hoặc là 1 tiếng tùy cái loại bệnh ha. Rồi. Bạn sẽ thấy là gì? Có những cái bệnh nhân vô sốc ha. Nghe cái bước đầu tiên, bước A bạn đánh giá vấn đề hô hấp thì không có. Nhưng mà bước B bệnh nhân có sốc nhưng mà sao thấy mình trong phần xử trí có thở oxy. Tại vì bạn cũng vẫn phải cung cấp oxy, có thể mặc dù bệnh nhân không có siêu hấp. Tại sao khi bệnh nhân sốc mình cung cấp oxy để làm gì? Sốc thì nó sẽ là gọi là định nghĩa là gì? Tình trạng nó thiếu oxy mô. Cho nên là gì, mình phải cung cấp oxy đến mô ha. Cho nên là gì, mặc dù mình thấy là bệnh nhân không có vấn đề về siêu hấp, SpO2 bệnh nhân đo vẫn là gì? 98, 99%, nhưng mà mình vẫn phải cho thở oxy. Khi nào mà bệnh nhân hết sốc thì bạn có thể ngưng oxy được. Giờ bệnh nhân ra sốc thì có thể ngưng oxy. Còn bệnh nhân sốc là mình phải cho thở oxy. Rồi. Nãy giờ mình tới chữ A, chữ B, ABR ha chung. Chữ C là về tuần hoàn dấu hiệu sốc rồi. Chữ C tiếp theo là gì? Hôn mê co giật. Rồi. Hôn mê co giật. Rồi, hôn mê co giật thì mình làm gì? Mình sẽ coi lại, hỏi lại vấn đề bệnh nhân mà hôn mê. Thì các bạn hãy coi bệnh nhân có vấn đề về tai nạn, té ngã, chấn thương gì không? Ví dụ như bệnh nhân đi xe, bị đụng xe, hôn mê. Tại vì những trường hợp mà té ngã thì các bạn phải lưu ý cái gì? Có chấn thương cột sống cổ hay không? Tại vì khi mà có chấn thương cột sống cổ, trong các bác sự trí ABCD của mình thì bước A là mình đầu tiên là phải làm gì? Mình có được nửa đầu nâng cầm không? Không ha, mà mình sẽ thì có thể là làm cái thủ thuật ấn hèm thôi. Mà lúc này trong bệnh viện thì các bạn phải tìm cái nẹp cổ đó ha, mình nẹp cái cổ bệnh nhân lại ha, không có được lay động di động cột sống cổ của bệnh nhân ha. Giờ mình phải coi cái vấn đề chấn thương gì không ha. Bước thông thoáng đường thở thì chỉ có thủ thuật ấn hèm cố định cái nẹp cổ lại ha. Rồi bệnh nhân đang co giật ha, thì các bạn sẽ sử dụng thuốc để cắt cơn co giật. Này hồi y 4 mình có học bài cắt hội chứng co giật rồi đúng không? Thì trong các cái thuốc để chống cơn co giật mình sẽ sử dụng gì, nhóm gì?
benzodiazepine ha, thì các bạn có thể sử dụng đó là diazepam hoặc là midazolam, nhớ không? Còn lorazepam thì mình không có hàng, mình chỉ có hai loại đó thôi. Cho nên hiện giờ trong cái phác đồ nhi đồng 1 thì các bạn thấy bước 1 để các cơn co giật mình sẽ sử dụng cái nhóm benzodiazepine, đó là diazepam hoặc là midazolam. Cái diazepam á mình có thể sử dụng đường nào? Đường hậu môn hoặc là đường tĩnh mạch. Ví dụ như nếu mà ở ngoài phòng khám chẳng hạn ha, ở ngoài phòng lọc ha, lúc này mình đâu có, chưa có bệnh nhân ở từ ngoài vô, bệnh nhân đang co giật, thường gặp nhất là các bạn sẽ gặp là bệnh nhân bị sốt ha, sốt cao xong nó co giật. Cái lứa tuổi mà sốt co giật là gì, từ mấy tuổi nhớ không? Dưới 6 tuổi. Mình cái ngưỡng trên là bao nhiêu tháng? 6 tháng. Chứ một đứa 4 tháng, 3 tháng mà sốt co giật được, nó sốt co giật nó coi chừng nó viêm màng não đó ha. Còn đứa dụ như 7, 8 tuổi rồi mà nó sốt nó co giật, có phải là sốt co giật không? Không, coi chừng nó viêm màng não, viêm não gì đó ha. Trên cái lứa tuổi mình nói là gì, từ 6 tháng đến 6 tuổi ha, khoảng 5, 6 tuổi ha, người ta thấy cái lứa tuổi này sao cái hệ thần kinh nó chưa hoàn chỉnh, cho nên trong những trường hợp mà nó tăng thân nhiệt thì có thể nó lên những cái cơn co giật ha. Rồi thì mình chẩn đoán sốt co giật là bạn đang nói là gì, nó lành tính á. Hiểu, mình đang hiểu ra là tính đó, nó chỉ do nó sốt quá nó giật thôi ha, cho nên là mình cái lứa tuổi đầu tiên, cái lứa tuổi nó phải phù hợp cái đó nha. Rồi thì khi bệnh nhân ha, thì mình nhớ bệnh nhân từ ngoài vô vậy thì nó không có cái ven sẵn ha, do đó là để nhanh nhất á, thì mình sẽ tiếp cận bằng cái đường hậu môn ha. Cái diazepam mình sẽ có cái ống nó là 10mg trong 2ml ha, thì đường hậu môn thì mình sẽ dùng liều bao nhiêu các bạn nhớ không? Bao nhiêu? 0,5mg bạc ký một lần bơm hậu môn. Ví dụ như một đứa 10kg đi ha, thì mình dùng là nhiêu? 5mg bơm hậu môn. Thì cái ống của nó là 10mg trong 20ml. Thuốc là thuốc nước ha. Rồi, thì mình bơm bằng cách nào? 5mg nghe tương đương nhiêu? 1ml ha. Rút thuốc thì bạn sẽ lấy cái ống 1cc ha. Bệnh nhân co giật thì tư thế ha, là gì? Nằm nghiêng một bên. Chờ, nếu mà bệnh nhân có chấn thương cột sống cổ, nẹp cổ lại xong mình chung là nguyên một cái người đó phải nằm nghiêng ha. Khi mà có chấn thương thì bạn nhớ bạn phải sao di chuyển, khi mà lắc nghiêng người nó hoặc nằm ngửa nằm nghiêng gì đó thì bạn phải di chuyển cả người đó ha, đầu cổ thân cùng một lúc ha. Rồi tư thế bệnh nhân hôn mê co giật là nằm nghiêng ha, nghiêng bên nào cũng được, bên trái không phải, phải nằm nghiêng chứ không có nằm ngửa ha. Tại vì có khả năng gì bệnh nhân co giật thường nó tăng tiết đàm nhớ rất nhiều, do nếu bệnh nhân nằm ngửa khả năng bệnh nhân sẽ hít sạch. Tư thế A là mình sẽ nằm nghiêng một bên. B là gì? Thở oxy ha. Bệnh nhân co giật thì bạn thấy là gì? Thường có gì? Cái những đứa co giật nặng thì nó sẽ tím môi luôn ha, cho mình sẽ cho thở oxy ha. Bệnh nhân còn tự thở được thì bạn có thể cho khởi đầu oxy cannula. Tím thì bạn nhận tối đa là 6 lít phút chưa? Rồi chữ C tiếp theo là gì? Cắt cơn co giật bằng diazepam ha. Thì mình sẽ nhanh nhất là tiếp cận đường hậu môn. Ví dụ như một đứa 10kg thì bạn rút là 5mg nghe tương đương với 1ml ha. Mình lấy ống 1ml ha, mình 1cc mình rút thuốc ha. Thì tôi thấy bệnh nhân nằm nghiêng bên, bạn rút xong bạn bỏ cái nòng sắt ra ha, chỉ còn cái ống xi lanh nhựa thôi ha. Mình đưa vào khoảng 4-5cm ha, nghe là tới trực tràng ha, xong mình bơm thuốc. Đây đây coi như có cái hình minh họa nè. Đây ha, rồi. Bệnh nhân nằm nghiêng bên vậy nè ha, mình bơm thuốc vào ha, xong bơm xong kẹp hai cái mông lại để giữ thuốc. Rồi, đó là cái cắt cơn co giật ha. Còn nếu mà dù như nó đang nằm ở trong khoa cấp cái phòng cấp cứu cùng cái khoa ha, dù như mình lên khoa hô hấp ha, đang nằm trong phòng cấp cứu thì số cao quá lên cơn co giật thì sao? Có ven sẵn, mấy đứa nhập viện nó chích thuốc kháng, chích kháng sinh nên nó có một cái đường ven sẵn thì bạn có thể chích qua cái đường tĩnh mạch thì mình dùng liều bao nhiêu? 0,2mg bạc ký một lần tim tĩnh mạch chậm. Lưu ý tác dụng phụ gì của diazepam? Nó ức chế hô hấp do những cái đứa mà bạn có khi bạn bơm nhanh quá thì sao, nó ức chế hô hấp, nó ngưng thở luôn tự nhiên, mình bơm vô xong nó hết co giật, nó ngưng thở luôn rồi biết bác phải cấp cứu bóp bóng qua mắt giúp thở ha. Rồi thuốc thứ hai để cắt cơn co giật nữa là midazolam. Midazolam thì bạn có hai đường dùng, một là đường tĩnh mạch, hai là đường bơm qua mũi. Mà cái bơm qua mũi mình không có phải là dùng cái xi lanh giống vậy rồi mình xịt vô cái lỗ mũi giống như mình bơm hậu môn ha, mà nó phải có một cái dụng cụ là dụng cụ phun sương
nó giống như cái chai mà mấy chai xịt mũi á, nó gắn có cái nụm, có cái vòi nữa, vòi mềm mềm giống như cái, mấy cái đồ hút mũi em bé vậy đó. Hai bạn đưa vô, mà khi bạn bạn bóp cái xi lanh á thì nó sẽ phun ra những cái tia nước để nó thấm vô những cái niêm mạc mũi. Hay do đó để mà bơm mũi hiệu quả thì mình nên có một cái dụng cụ phun sương. Nên là phải có cái dụng cụ thì bạn mới bơm mũi nhanh được. Còn nếu mà bệnh nhân mà không có ven, có ven sẵn thì mình bơm có thể chích qua đường tĩnh mạch. Rồi. Lưu ý tác dụng phụ gì của midazolam? Midazolam có tác dụng phụ gì không? Nãy diazepam thì tác dụng phụ là gì? Ức chế hô hấp đúng không? Còn cái midazolam nhá, nó không, nó ít cái tác dụng mà ức chế hô hấp, mà nó sẽ có tác dụng là gì? Hạ huyết áp. Ngay do những cái trường hợp mà bệnh nhân sốc á, thì mình hạn chế không có dùng cái midazolam. Rồi. Rồi nãy mình A, B, C rồi đúng không? A là siêu hấp, C là A, B là siêu hấp, HC là sốc, chữ C tiếp theo là hôn mê co giật, tới chữ D là nếu bệnh nhân có bệnh sử là tiêu chảy ha, thì bạn đánh giá dấu mất nước nặng. Rồi mình nhớ cái bài tiêu chảy cấp không? Tiêu chảy cấp các bạn học trong Y4 ha. Không. Rồi, tiêu chảy cấp, phân độ tiêu chảy cấp mất nước mình có mấy phân độ? Ba là gì? Không mất nước. Là mất nước nặng ha, thì 2/4 cái tiêu chuẩn của bạn đánh giá là gì? Nhất là về tri đúng không? Một đứa mà có mất nước thì bạn sẽ thấy là gì? Nó bứt rứt ha, bứt rứt, quấy khóc ha. Còn nó mất nước nặng thì sao? Ly bì luôn đúng không? Rồi thứ hai là gì? Dấu mắt trũng ha. Mắt trũng thì nó đánh giá chủ quan ha, mình sẽ nhìn tiếp tuyến ngang qua hai cái hốc mắt nó họ lõm sâu vô. Nhưng anh này bạn phải hỏi là bà mẹ ha, thì có những cái đứa ví dụ như họ dân tộc hay gì đó, tự nhiên cái cấu tạo cơ thể nó mắt nó sâu vậy sẵn á, thì mình phải hỏi mẹ nó trước giờ mắt nó có nhẹ không ha. Rồi cái thứ ba là gì nữa? Dấu véo da với lại cái tình trạng ăn uống đúng không? Dấu véo da thì mình sẽ làm gì? Mình véo cái nếp mô mỡ dưới da vùng bụng lên. Chỗ cơ thẳng bụng mình véo lên. Cách này các bạn sẽ đi tiêu hóa, sẽ được bác sĩ Hoàng dạy lại cái này. Thì mình sẽ thấy là gì? Nếu mà không mất nước thì sao? Mình véo cái không thấy gì hết. Còn khi bạn véo mà bạn thấy thoáng thấy có một cái nếp xong nó mới buông ra, đó là dấu véo da mất chậm. Còn trong trường hợp mà mất nước nặng thì nó sao? Kéo dài hơn, nghe bạn thấy khoảng trên 2 giây nó bắt đầu nó mới biến mất, dấu véo da mất rất chậm. Cái thứ tư đó là gì? Về hỏi về tình trạng ăn uống. Thì một đứa có mất nước thì bạn sẽ thấy là gì? Nó khát nước, mà nó đòi uống nước liên tục, uống háo hức, thấy chai nước lại giật lại đòi uống liên tục. Còn những cái đứa mà mất nước nặng thì sao? Nó uống nhưng mà sao? Nó nôn mói hết, nó cũng đòi uống nhưng mà nó nôn mói hết. Rồi, thì 2/4 cái dấu hiệu. Nên mình đánh giá nhanh thôi. Còn khi các bạn đi lâm sàng thì đôi khi các bạn sẽ không thấy điển hình được giống vậy đâu. Các bạn phải phối hợp theo những cái yếu tố khác. Nhất là những cái trẻ mà nó có cơ địa đặc biệt, ví dụ như những cái trẻ mà béo phì đi ha, những trẻ dư cân béo phì thì có thể là nó mất nước nặng luôn á, nhưng mà bạn véo cái mô mỡ dưới da nó không bao giờ mà nó có dấu hiệu mất mất chậm hay mất rất chậm nhé, tại vì nó mô mỡ dưới da nó rất là nhiều. Rồi còn những cái đứa mà suy dinh dưỡng thì sao? Thì mình lại đánh giá over hơn. Thì nó sao, cái mô mỡ dưới da nó rất là ít, lỏng lẻo. Chỉ nên là nó không bình thường, là bạn véo lên là bạn đã thấy nó có nếp véo da rồi. Cho nên cái dấu véo da này đối với những cái cơ địa đặc biệt, ví dụ như suy dinh dưỡng béo phì thì nó sẽ không có chính xác. Lúc này bạn cần phải hỗ trợ những cái phát, ví dụ như là gì, bạn cân lại. Bạn cân đó. Hỏi ví dụ như trước đó bệnh đó, người nhà cân nó 10 kg, bây giờ nó đi tiêu chảy 2 ngày, nó vô bạn bạn cân lại nó còn có 9 kg, nghe sụt trên 10% cân nặng. Hoặc là mình sẽ hỏi thì mình coi cái gì nữa, người mình thấy nó khóc này thì thấy sao khóc, một cái miếng nước mắt nào trơn người da khô môi khô. Mấy đứa nhũ nhi mà dưới 12 tháng mà còn thóp thì bạn sẽ thấy gì, cái thóp nó trũng xuống. Mình sẽ những cái dấu hiệu của mặt. Rồi những cái mà mất nước thì sao, mạch nó cũng sẽ nhanh nữa. Mình sẽ phối hợp thêm nhiều cái yếu tố. Rồi. Rồi thì khi mà bệnh nhân có dấu hiệu 2/4 có dấu hiệu mà mất nước nặng thì nhớ cái phác đồ tiêu chảy cấp mất nước nặng không? Còn nhớ hay đã quên? Chắc quên hết.
Rồi mất nước nặng ha thì mình sẽ có gì? Có biểu đồ nè. À, đây mình sẽ có cái bảng. À, cái bảng này nè ha. Thì mình sẽ có 100 ml bạc ký ha, chia làm 2 phần 30 ml bạc ký đầu và 70 ml bạc ký sau. À, về lứa tuổi thì mình sẽ có là dưới 12 tháng và trên 12 tháng. Ha. Thì nếu mà dưới 12 tháng á thì 30 ml bạc ký này bạn sẽ chảy trong 1 tiếng. À, còn 70 ml bạc ký sau bạn sẽ chảy trong 5 tiếng, tổng thời gian là 6 tiếng. Ha. Còn nếu mà trên 12 tháng thì 30 ml bạc ký này bạn sẽ chảy trong vòng 30 phút. À, còn 70 lít bạc ký còn lại thì bạn sẽ chảy trong vòng 2 tiếng rưỡi, cái tổng thời gian là khoảng 3 tiếng. À, nhớ cái lụ đồ này ha, đó là trong trường hợp là tiêu chảy cấp, mất nước nặng ha, bệnh nhân nôn ói nhiều không có uống nước được, mình sẽ bù bằng cái truyền tĩnh mạch ha. Mình nhớ là 100 lít bạc ký dung dịch điện giải ha, lactate hoặc là mesalin. Rồi. Hiểu cái này để mình sẽ coi nếu mà trong trường hợp ở phía trên. À, nãy là mình đánh giá dù như ABC đứa này thì không có siêu hấp, không có sốc, không có hôn mê co giật, nhưng mà tới chữ D mình đánh giá có vô mức nước nặng. À, là mình chỉ nói nó chỉ là tiêu chảy cấp mức nặng thôi. À, còn nếu phía trên mà bạn thấy A, B, C tới chữ C mình thấy là gì, bệnh nhân có dấu hiệu sốc. À, xuống đây có thấy dấu mức nước nặng, nghe bệnh nhân là đang dễ gì, nghi ngờ một trường hợp dù như sốc giảm thể tích, do tiêu chảy cấp mức nặng. À, thì lúc này mình nhớ mình phải truyền dịch là nhiêu, 20 bít bạc ký. Anh nói chị phần sốc thì chị nói là 20 ha. Lúc nào 20 khi bệnh nhân có sốc, còn cái thời gian là tùy cái tình trạng sốc. À, sốc tiêu chảy cấp mà sốc mà do mất nước nặng á, thì bạn phải đánh 15 phút hay là mình đánh 1 tiếng? À, 15 phút. À, tại sao? Tại khi mà ví dụ như bạn đánh 20 bít bạc ký 1 tiếng đi, thì bạn sẽ thấy là gì? Nó còn thấp hơn cái liều mà bạn bù mất nước nặng mà không có sốc nữa. Đây là sốc. Chỉ mất nước nặng thôi chứ không có sốc là bạn đã đánh nhiêu, 30 ml bạc ký trong vòng 30 phút hoặc là 1 tiếng. À, cho nên là đối với trường hợp có sốc thì bạn bắt buộc phải bolus nhanh 20 ml bạc ký trong vòng 15 phút. Đó là cái sốc giảm tích mà do mất nước là phải bolus nè. Rồi còn cái sốc gì mà mình phải bolus nữa không? À, sốc nhiễm trùng. À, sốc nhiễm trùng mình cũng phải bolus là 20 ml bạc ký trong vòng 15 phút. Tại sao phải bolus nhanh? À, tại vì đối với trong sốc nhiễm trùng thì mình thấy là gì? Có bài bài sốc nhiễm trùng của người lớn không? Có không? Có đúng không? À, thì mình thấy là gì? Khả năng sốc nhiễm trùng có khả năng tử vong rất là cao. À, cho nên mình phải đưa ra sốc sớm trong vòng 1 giờ đầu. À, mình sẽ có những cái mục tiêu thang điểm là 1 giờ, 6 giờ. À, nếu 1 giờ mà bạn chưa đưa được sốc ra khỏi sốc á, thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ tăng lên. À, sau 6 giờ mà chưa ra sốc thì khả năng đứa này tử vong có thể hơn trên 50%. À, do đó mục tiêu trong sốc nhiễm trùng là trong vòng 1 giờ đầu. À, thì 1 giờ đầu đó người ta cho phép cái lượng dịch mình có thể là nhiêu? Từ 40 đến 60 ml bạc ký trong 1 giờ. À, nghĩa là bạn có thể lặp lại cái liều bolus này tối đa nhiêu? 3 lần. 20 ml bạc ký, 15 phút lần thứ nhất chưa ra sốc. Lặp lại lần thứ hai chưa ra sốc, lặp lại lần thứ ba. À, chỉ cần có sốc thôi nha, nghĩa là sốc là gì, mạch nhanh nhẹ huyết áp kẹp thôi. À, là đối với sốc giảm thể tích, sốc nhiễm trùng là bạn phải bolus nhanh. À, còn sốc sốt huyết thì mình sẽ học vào tuần sau. À, sốc huyết bạn sẽ có hai cái phân độ, à, nghĩa là mạch nhẹ huyết áp kẹp hay là sốc sâu, nghĩa là mạch khó bắt huyết áp khó đo, nghe mạch bằng khó biết bằng không, thì hai cái khác nhau. À, nếu mà chỉ mạch nhẹ huyết áp kẹp thì bạn đổ 20 ml bạc ký trong vòng 1 tiếng, còn nếu mà mạch bằng không huyết áp bằng không thì bạn mới là bolus nhanh 15 phút. Nhớ ha, đó mình sẽ có ba cái đó ha. Rồi còn sốc mà do cái nguyên nhân khác nữa, như ví dụ như ngoại khoa là giờ sốc phỏng. À, phỏng có sốc không? Tại sao sốc? À, nó thoát dịch ha. Thì phỏng bạn thấy là gì, thường ở trẻ em á các bạn gặp. Này nói thêm thôi nha, mục tiêu của bạn thì chắc sau đại học thì mới cần học phỏng thôi. Này, còn đi lâm sàng quá trời sốc rồi cho nên là không có bắt các bạn học sốc phỏng nữa. Nhưng mà mình sẽ thấy là gì đối với sốc á, cái phỏng á, thì các bạn sẽ là thường ở trẻ em á, thì mình sẽ thấy là đa phần tác nhân là do cái chất lỏng mà nước sôi. Ví dụ như nó với tay lấy cái bình thủy ấm nước, hoặc có những cái đứa người nhà nó nấu cái nồi cháo chẳng hạn, ngã vô nguyên cái nồi cháo luôn. À, thường là do những cái tai nạn sinh hoạt trong nhà, phỏng nước sôi là chủ yếu ha. Rồi kế đến là những cái tác nhân khác như phỏng lửa, ví dụ như cháy nhà chẳng hạn,
nổ bình ga gì đó, hoặc là có những cái đứa mà dưới quê ăn chơi đốt lửa đốt lá cây gì đó, cái nó đứng ngay đó gió thổi phạt qua cái cháy nguyên người nó luôn, nó cháy nguyên con luôn á, vô là thấy đen nguyên con như là diện tích da trên 90% luôn. Rồi gì phỏng điện ha, vâng, nhưng mà phỏng hóa chất ha, nhưng mà thường gặp nhất đó là cái phỏng nước sôi, nhất là tác nhân thứ hai khi mà phỏng thì bạn phải coi gì, diện tích da phỏng ha, cái bài phỏng bạn sẽ có, nó có cái hình cái sơ đồ để mình tính ha, là dùng mặt là bao nhiêu nè ha, đầu mặt cổ tay chân ngực lưng bộ phận sinh dục còn cộng cộng lại là bao nhiêu ha, thì để mình tính cái phân độ này nè. Thì đối với sốc phỏng, cái phỏng mà diện tích phỏng mà trên 20% đối với phỏng độ 2 là nặng ha. Rồi còn độ độ là gì, nghe cái tổn thương ở cái da nó sẽ có 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Độ 1 là gì, bình thường mình hay nhất nè, là chỉ có đỏ cái vùng da thôi, hay nghĩa là vùng thượng bì thôi. Mình thấy mình ở nhà mình hay cũng hay phỏng không, đụng cái nước sôi hay gì đó giật cái ra liền thì thấy da nó đỏ lên ha, là độ 1 thôi. Còn độ 2 là gì, nó hết cái lớp thượng bì nó xuống tới cái lớp hạ bì. Thì lúc này bạn sẽ thấy là gì, chỉ cái bóng nước đúng không. Rồi gì nữa, nhưng mà dưới cái nền bóng nước đó thì sao, nó vẫn còn hào, vẫn còn lông tóc gì đó vẫn còn. Rồi còn phỏng độ 3 là gần hết cái lớp hạ bì, gia đình bạn thấy là cũng có những cái bóng nước, mà dưới nền bóng nước đó là sao, nó trắng bệch mất hết lông luôn. Còn phỏng độ 4 thì sao, nó hết tới lớp hạ bì rồi, tới đâu nó mở gân cơ xương. Thì thường mà phỏng nước sôi á ha, thì nó chỉ tới khoảng độ 2 3 là sâu nhất thôi. Còn trường hợp như phỏng lửa ha, phỏng điện thì nó có thể sâu 3 4 tới gấp tới cơ xương. Thì trong 4 độ phỏng này, cái độ phỏng mà mất nước nhiều nhất đó là phỏng độ 2. Nó sẽ thoát dịch qua các cái bóng nước á. Cho nên là đối với tính coi là diện tích da phỏng. Thứ hai là độ phỏng, như là để coi có tổn thương sâu tới đâu á, 1 2 3 4. Cái thứ ba là thời gian bị phỏng, để mà mình bù dịch. Thì thường cái phỏng mà sau 2 tiếng á, nó thoát dịch ra những cái bóng nước đó, có khả năng bệnh nhân là gì, giảm thể tích, có thể dẫn đến là sốc giảm thể tích. Nhưng vô phỏng là bạn phải đánh giá diện tích phỏng mà trên 20% độ 2 là nó nặng rồi đó, bạn phải coi đứa này có sốc hay không. Tại có sốc là nó cũng vô cấp cứu luôn, mình phải xử trí. Nếu mà sốc phỏng có sốc thì bạn phải điều trị giống như vậy, như là gì, bolus nhanh, dịch liền. Rồi sau đó cái phần còn lại á, công thức bạc lăng để tính cái để bù là bằng cái 40 lít bạc ký nhân cân nặng nhân cho việc phỏng, thì bạc lăng nó sẽ chia đều ra, chia lại trong vòng 24 tiếng mình bù. Rồi cho nên trong những cái trường hợp đó là mình phải đánh giá. Rồi nãy giờ nhớ dấu hiệu cấp cứu không, A B C D đúng không. Rồi, A B C D, A là gì, siêu hấp. Siêu hấp nặng nhất là gì, ngưng thở, cơn ngưng thở tím tái rút lõm ngực, thở đít thì hít vào, đúng chưa. Nếu có mình xử trí cấp cứu, xử trí cũng A B C D. A là gì, xương cột sống cổ gì hết ha, thì mình làm gì, thông thoáng đường thở bằng cách là gì, hút đầm nhớt ha, có thể ngửa đầu nâng cầm ha. Bệnh nhân tự thở được thì cho thở oxy qua cannula tối đa là 6 lít phút, không tự thở được ngưng thở tím tái thì bóp bóng qua mắt giúp thở, nhưng mình sẽ cung cấp huyết thanh 100%. Rồi gì nữa, nếu bệnh nhân nghi ngờ dị vật đường thở thì mình sẽ làm thủ thuật Heimlich ha, hoặc là vỗ lưng ấn ngực ta xong AB. Chữ C, bệnh nhân sốc, các dấu hiệu để sốc nhất là gì, chi mát, CRT kéo dài trên 2 giây, mạch nhanh nhẹ, đúng chưa? Nếu bệnh nhân có sốc, coi có vết thương gì không, có vết thương thì mình phải cầm máu ha. Rồi còn nếu không có vết thương gì hết. Tư thế ha, bệnh nhân sốc cũng là gì? Nằm đầu bằng ha. Bệnh nhân siêu hấp thì bạn có thể cho nó nằm đầu cao 30 độ, còn bệnh nhân sốc thì nằm đầu bằng. Ngoại trừ sốc tim ha, sốc tim thì bạn có thể cho nó nằm đầu cao 30 độ, còn tất cả các trường hợp sốc còn lại đều nằm đầu bằng hết. B, bệnh nhân sốc thì cũng vẫn phải cho thở oxy. C là mình phải thiết lập đường truyền. Sốc thì phải thiết lập đường truyền để truyền. Thì nếu mà cái những cái bệnh sử mà gợi ý cái phản vệ thì hàng đầu là adrenaline. Adrenaline thì bạn có thể tiêm bắp, chích nhanh bắp liền. Còn các loại sốc khác thì thiết lập đường truyền. Rồi nếu loại trừ cái sốc tim thì đổ dịch như lactate hoặc Norman, cắm liều 20 mg bạc ký. Thời gian thì tùy cái tình trạng sốc mà đến bolus nhanh 15 phút hoặc là 1 tiếng. Và xong cái chữ C. Chữ C tiếp theo là co giật. Chưa? Rồi. Nếu bệnh nhân có vấn đề chấn thương cột sống cổ thì phải cố định cổ. Còn nếu không có thì gì, tư thế bệnh nhân đang co giật thì mình cho nằm nghiêng một bên, hút đàm nhớt nếu có. B là cũng thở oxy. Bệnh nhân tím thì cho tối đa 6 lít phút.
C. Các cơn co giật bằng gì? Diazepam hoặc là midazolam. Rồi. Nên mình sẽ xử trí những cái cấp cứu trước. D. Tiêu chảy thì đánh giá là có dấu hiệu nặng hay không. 2 trên 4 dấu hiệu. Đánh giá về tri giác, ly bì. Gì nè. Dấu vết da thì mất rất chậm, mắt thì trũng, nôn mói tất cả mọi thứ. 2 trên 4 thì mình, nếu mà có tiêu chảy cấp mức nặng thì bạn sẽ bù theo cái phác đồ C, điều trị tiêu chảy cấp mức nặng. Rồi, đó là dấu hiệu cấp cứu. Xong nếu không có dấu hiệu cấp cứu, bạn qua cái dấu hiệu ưu tiên. Nhưng nó bị lỗi phông hết trơn. Bữa nào các bạn báo qua bên phòng công nghệ thông tin cài thêm mấy cái phông nha. Rồi, là cái ưu tiên mình hay là gì? Nhất là sốt cao. Tại sao dấu hiệu sốt cao mình đưa vô thành dấu hiệu ưu tiên? Tại những cái đứa tuổi mà 6 tháng, 6 tuổi thì sao nó có răng nó sốt, nó giật. Sốt cao là mình đang nói như khoảng trình thường 39 á. Hay mà tuy nhiên có những cái đứa mà nó có tiền căn mà sốt co giật á, thì không cần tới 39, nhiều 38, 38 rưỡi đó khi nó có giật rồi. Rồi. Thứ hai nữa là gì? Tâm lý bà mẹ. Sốt mà 39, 40 độ là tâm lý rất là hốt hoảng. Rất là lo lắng. Cho nên là cho nó ưu tiên làm gì? Cho nó hạ sốt trước. Khi mình hỏi coi nó có uống thuốc hạ sốt chưa? Nếu chưa thì mình cho thuốc hạ sốt. Rồi. Thuốc hạ sốt an toàn ở trẻ em mình dùng gì? An toàn nhất là paracetamol. Liều bao nhiêu? 10 đến 15 mg bạc ký một lần. Thời gian tác dụng là bao lâu? Đỉnh á, đỉnh tác dụng á, bắt đầu mà uống xong bao lâu sau thấy nó bắt đầu nó hạ xuống á. Khoảng 30 phút. Đỉnh tác dụng là khoảng 30 phút. Còn thời gian kéo dài thì là sao? Khoảng 4 đến 6 tiếng. Cho nên uống xong cái đâu phải hạ liền được ha. Khoảng 30 phút sau thì bắt đầu nó mới thân nhiệt nó mới giảm xuống từ từ ha. Có những đứa giảm giảm từ từ tới 1 tiếng sau nó mới mát hẳn ha. Rồi và thời gian tác kéo dài tác dụng nó khoảng 4 6 tiếng, cho nên là gì? Mỗi 4 cho uống lại. Lặp lại mỗi 4 tiếng, cho nên mình hỏi coi nhà có uống hạ sốt chưa. Ví dụ như vô mình là 10 giờ, người nhà nói là hồi 5 giờ sáng nó sốt nó cho uống rồi. Mà bây giờ đo lại vẫn 39 độ. Mình uống lại hơn là 4 tiếng rồi. Hôm 5 giờ sáng uống dễ vô mình 10 giờ là uống lại được rồi. Ha. Dù như tỉnh táo thì uống. Tỉnh táo thì nhét hậu môn. Ha. Para mình có 3 đường sử dụng ha. Một là gì? Đường uống. Hai là đường nhét hậu môn. Ba là truyền tĩnh mạch. Còn dù như ngoài phòng lọc bệnh làm gì mình vô phải vô nhập viện mới lấy ven mới truyền được. Cho nhanh nhất là gì? Tỉnh táo thì cho uống hoặc là nhét. Đứa nào mà khó uống quá thì nhét. Uống và nhét tác dụng như nhau. Thời gian nó đều khoảng 30 phút bắt đầu có tác dụng. Chỉ có những cái đứa nào mà co giật á, thường trong phần xử trí co giật á, bạn sẽ thấy là gì? Nãy mình mới nói ABC thôi. Thì cái phần E đó thì đa phần nguyên nhân trẻ mà vô sốt là do cho nó sốt nó co giật. Cho bạn coi thân nhiệt nó có sốt hay không. Nếu nó sốt mà nó đang co giật thì sao? Phải nhét thuốc hạ sốt, hay chứ không có uống được. Hay bệnh nhân phải tỉnh táo thì mới uống được. Rồi. Rồi còn thuốc gì nữa không ta? Thuốc hạ sốt ngoài Para mình còn thuốc gì nữa không? Có thể dùng ibuprofen. Nhưng mà ibuprofen nó là thuốc thứ hai, lựa chọn thứ hai. Tại sao? Mặc dù tác dụng nó uống vô là thấy có vẻ là giảm sốt nhanh hơn ha, và vì thời gian tác dụng nó cũng kéo dài hơn ha, tại vì cái ibu thời gian tác dụng nó khoảng 6 đến 8 tiếng, cho nên một ngày mình uống tối đa khoảng 3 lần thôi, có thể lặp lại sau 3, 3 một ngày uống 3 lần, thời gian 8 tiếng. Nhưng mà cái ibu nó không an toàn lắm, là tại vì sao? Nó có tác dụng phụ là gì? Ảnh hưởng tới dạ dày, và nó có khả năng gì? Xuất huyết tiêu hóa. Đặc biệt là nếu mà bạn chẩn đoán bạn đã nghĩ đứa này là sốt xuất huyết rồi thì không có sử dụng ibu để hạ sốt nữa ha. Rồi thì thường ibu á, cách sử dụng thì thường mình sẽ dùng sau khi mà uống cái para trước, ưu tiên uống cái paracetamol trước ha, 1 tiếng sau mà vẫn không hạ sốt được á, thì mới cho uống ibu nếu không có chống chỉ định ha. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ này là thường gặp nhất luôn ở phòng lọc bệnh, là các bạn sẽ thường xuyên thấy vấn đề là đưa sốt vô thì bác sĩ sẽ coi coi uống chưa, chưa uống thì cho cái paracetamol. Uống para rồi, ví dụ như nó mới uống para vô mình là 10 giờ đúng không, nó mới uống para lúc 8 giờ sáng mà bây giờ bạn đo lại 40 độ thì sao? Uống para nữa hay cho nó uống ibu ha. Rồi
tính hai đến giá tri giác ha, dù như một đứa mình thấy nó lì bì quá ha, bứt rứt thì mình phải đánh cho nó khám ưu tiên ha, để coi nó có vấn đề gì không, dù như viêm màng não thì nó có vấn đề gì, sốc nặng hay gì, siêu hấp nặng hay gì mà nó có vấn đề tri giác nó bứt rứt quá, lì bì quá ha. Rồi tiếp theo siêu hấp, cái siêu hấp đây là gì, mình đánh giá những cái dấu hiệu còn lại ha, nãy mình đánh giá những cái dấu hiệu nặng trước, giờ cái gì siêu hấp là gì, thở nhanh nè ha, ví dụ như đối với trẻ em thở ngưỡng thở nhanh là như thế nào. À, dưới 2 tháng là nhiều, trên 60 lần một phút, từ 2 tháng đến 1 tuổi, trên 1 tuổi, 5 tuổi, trên 40 và trên 5 tuổi là trên 30, ha, nhớ cái con số này ha. Rồi, gì nữa không? À, dấu hiệu gầy mòn nặng nhân trường hợp mà suy dinh dưỡng á, ha, suy dinh dưỡng nó dễ diễn tiến nhanh, ha, cho nên mình cho nó khám ưu tiên. Ha. Rồi, suy dinh dưỡng thì nó có thể gầy mòn hoặc là thể phù, phù hai bàn chân, lòng bàn tay rất nhợt, cái là dấu hiệu gì, ví dụ thiếu máu á, mình sẽ xem lòng bàn tay ha, nhiều nó rất nhợt thì mình phải cho nó khám ưu tiên. Thì có những trường hợp mà nó vô mà mình thấy da lòng bàn tay ha, hoặc là mình coi cái niêm mạc mắt ha, thấy nó nhợt thì mình có thể phải chuyển vô cấp cứu để mình quay thử, quay cát CT. Thường các bạn gặp hay nhất là mấy đứa mà nó bị thalassemia á, nó hay vô lắm ha. Thalassemia cái nó tới đợt mà nó truyền máu á, thường khoảng 4 5 tuần nó lên truyền máu, 4 5 tuần lên truyền máu. À, thì nếu mà HCT mà mình quay tại giường mà nó dưới 13%, nghĩa là tương đương với 20, nó khoảng nhiêu? Khoảng cỡ 4 gram á, thì sao? Mình sẽ giữ lại cấp cứu để mà mình đăng ký máu truyền với cấp cứu luôn. À, còn nếu nó trên cái mức đó thì bạn có thể chuyển lên trên khoa huyết học để nó đăng ký máu. À, từ từ đăng ký máu truyền sau thì cấp cứu mình sẽ có nhanh hơn là trên khoa ha. Rồi, bỏng. À, bỏng thì nãy mình nói rồi ha, tùy cái phân độ. Thì đối với độ 2 là phần diện tích mà trên 20% gọi là nặng. À, độ 3 là khoảng 10-15% là đối với độ 3, và độ 4 là trên 5%. À, nghe nặng đó. À, độ là khoảng trên 20%, độ đến độ 4 là trên 5%. À, rồi phỏng mà có sốc thì bắt buộc phải vô cấp cứu rồi. Còn nếu mà không sốc ha, đánh giá cái tình trạng phỏng, thì phỏng nó sẽ thuộc vào giữa nội khoa và ngoại khoa, nếu sốc giữ lại cấp cứu nội để mình điều trị chống sốc, còn nếu phỏng mà không có sốc thì sao, chuyển qua cái phòng kế bên. Thường các bạn đi vô nhi nhi đầu một, nhi tạm nhiên một, mình sẽ thấy có hai cái phòng cấp cứu, cái phòng lọc mình ở phía trước, cái phòng cấp cứu ngoại cũng ở kế bên cạnh. À, cho những trường hợp nào mà ngoại khoa mà không có dấu hiệu cấp cứu, không sốc, không siêu hấp, không mê co giật gì hết á, mà ví dụ như chấn thương hoặc là phỏng nè, thì bạn chuyển qua bên ngoại ha. Rồi, tai nạn ngộ độc thì cái tai nạn này để coi là tai nạn do gì, như tai nạn mà do gì, nghẹt nước nè ha, rắn cắn nè, ong đốt nè, nó những cái tai nạn. À, thì mình phải giữ lại cái phần cấp cứu nội. À, còn những cái tai nạn ví dụ như do chấn thương, té ngã, gãy tay gãy chân thì sao, qua bên cấp cứu ngoại. Rồi, ngộ độc thì hôm nay mình cũng sẽ học cái bài ngộ độc. Đây những cái dấu hiệu mà ưu tiên để chuyển để xử trí vấn đề ngộ độc không. Rồi những cái trẻ mà dưới 2 tháng ha, thì cũng cho nó ưu tiên khám ưu tiên ha, tại những cái đứa tuổi này nó diễn tiến rất là nhanh, chuyển vị từ tuyến trước, nghĩa là ví dụ như bệnh nhân đã khám ở một cái cơ sở rồi ha, chuyển tới mình thì mình phải ưu tiên khám trước ha, tại người ta đã thấy nặng ta mới chuyển qua mình ha. Đây là những cái dấu hiệu ưu tiên này thuộc ha. Rồi. Tới cuối cùng ha, trẻ tỉnh khỏe vui vẻ, không có dấu hiệu cấp cứu ABCD, không có dấu hiệu tiên gì hết thì cứ ra ngoài phát số chờ khám theo thứ tự. Cái lưu đồ ha, ở cấp cứu các bạn sẽ thấy dán cái lưu đồ này. Cứ ABCD, dấu hiệu siêu hấp, sốc, hôn mê co giật. Nếu có tiêu chảy thì đánh giá dấu mức nước nặng. Đây là phân loại dấu hiệu cấp cứu hay không. Nếu không có cấp cứu mình đánh giá tiếp có dấu hiệu ưu tiên hay không. Ha, nhớ này mấy cái. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 hả? 10 cái dấu hiệu ưu tiên ha, có không? Không có thì đã gì? Không cấp cứu, không ưu tiên thì phân theo khám theo thứ tự ha. Đó là xong cái bài lọc bệnh. Các bạn có câu hỏi gì không? Mình làm tiếp luôn cái phần ngộ độc ha.